trong cái môn của mình. Nhìn cái đề thì rất là dài, nhưng trong đây các bạn thấy là viết chương trình yêu cầu xây dựng menu chứa thông tin. Xây dựng menu thôi. Đối với giai đoạn 1 thì các bạn chỉ cần xây dựng được một cái menu để chạy chương trình, và các bạn chỉ cần thông báo, ví dụ ở đây chức năng 10, các bạn chỉ cần thông báo là bạn đã chọn chức năng 10 hết. Không tính toán, không làm gì hết. Giai đoạn 1. Chỉ cần cái menu thôi. Cực kỳ dễ. Như vậy thì mình làm sao? Bây giờ bạn sẽ lấy mấy cái câu này nè để mình thông báo cho nó nhanh. Vậy mình copy qua. Ở trên này nó không có sẵn menu. Mình sẽ copy bài 1 yêu cầu cái gì? Đây, một chức năng Ctrl C, Ctrl V qua Word. Tại sao copy qua Word? Tí nữa các bạn sẽ thấy. Chức năng 2, Ctrl C, Ctrl V. Tại sao? Tí nữa các bạn sẽ thấy nha. Chức năng 3. Chức năng 4. Chức năng 5. Chức năng 6. Chỗ này nó bị xuống dòng, các bạn nhớ lưu kéo lên giúp thầy. Chức năng 6. Chức năng 7. Chức năng 8. Cái gì nó cũng có lý do của nó hết các bạn, cứ copy đi. Chức năng 9. Chức năng 10. Rồi. Đối với lại trong C của mình đã hiển thị được tiếng Việt chưa? Chưa, bị lỗi đúng không? Copy hết cái này cho thầy. Ctrl C. Vào trong Việt Key này nè. Click chuột phải, chọn công cụ. Biết cái này chưa? Và các bạn chọn Unicode, Unicode. Loại bỏ dấu. Chuyển mã. Ok. Ctrl V. Được chưa? Tất cả là bỏ dấu hết. Được không? Rồi bây giờ copy cái này vô cái assignment của mình. Ctrl C. Và vô đây, các bạn sẽ nêu cho thầy một cái project. Và các bạn sẽ đặt là com108.00.123.quang.bình. Cứ thế mà làm. .asm assignment. Và giai đoạn 1 cũng là nó và giai đoạn 2 cũng là nó, không cần tạo thêm gì hết. Giai đoạn 1 mình đưa ra câu thông báo, giai đoạn 2 mình viết code thêm, mình chèn vô xong. Được không? Rồi assignment. Ok. Các bạn sẽ tạo cho thầy một cái folder mới. New folder. Đây. com108.00.123.quang.bình.assignment. Nguyên nó một folder nhé. Hồi nãy thầy tạo cái folder này rồi, giờ nó báo lỗi. Thầy chọn new đi. Các bạn thì không cần new nhé. Tại vì hồi nãy thầy demo cho cái lớp trước rồi. Các bạn thì không cần. Ctrl S. Nó yêu cầu lưu, mình lưu luôn. Rồi xong. Rồi thầy thiếu cái chấm C rồi.
Sao tự nhiên nó thiếu chấm C ta? Rồi, ok. Như vậy, mình đã có cái ở đây. Thì các bạn viết cho thầy một cái menu. Void menu mở ngoặc. Và nhiệm vụ của các bạn là xuất ra mấy cái này cho thầy. Ctrl C bỏ vô đây. Tí nữa chúng ta sẽ xuất cái này ra. Chúng ta dùng lệnh print nháy kép xịt N. Chúng ta xuất cái này ra. Mấy dòng? 10 dòng. 1 rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dễ không? Rồi kéo cái này. Bỏ vô đây. Kéo cái này. Bỏ vô đây. Ủa làm bài lấy điểm mà sao dễ quá vậy ta? Hả? Dễ không? Vậy xong rồi có người rớt môn hả? Kỳ vậy. Hù các bạn vậy. Rồi như vậy mình đã có được một cái đoạn thông tin. Được chưa? Và chỗ này chúng ta sẽ có thêm một cái print nữa đi. Print này là assignment. COM 108. Chỗ này chúng ta có thể ghi cái thông tin của chúng ta vô 00.123.quang bình. Để khi mình chạy lên nhìn cho nó biết là cái bài này của ai. Nhìn vô cho nó dễ nhìn. Rồi. Và nếu như các bạn chạy cái menu này thì nó chỉ mới ra câu thông báo thôi, chưa đủ, chưa hết bài nhé. Chưa hết bài. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ, các bạn sẽ chọn menu bị lỗi gì? À, đúng là Ctrl H. Ctrl Rồi, tự nhiên quên luôn. Rồi, nếu mà chúng ta chỉ ghi như vậy thôi á, là chưa đủ ha. Chúng ta phải làm tiếp. Chỗ này chúng ta sẽ có thông báo nè. Chúng ta sẽ khai báo một cái biến là character. Các bạn sẽ cho cái biến đó là biến trả lời. Mình lấy một ký tự thôi. Một ký tự có hay không. Tí nữa mình hỏi là có tiếp tục hay không. Và biến này biến chọn. Khoan, mình khai báo biến chọn chỗ này trước đi. Chọn để mình chọn chức năng 1, 2, 3. Như vậy chỗ này các bạn sẽ hỏi là chọn chức năng, chọn chức năng. Và mình sẽ scan phần trăm D phẩy và chọn. Và xuống đây mình sẽ làm gì tiếp nào? Nếu người ta chọn số 1 thì sao? À, mình in ra, mình gọi cái chức năng 1. Vậy nếu chọn số 1, chọn số 2, chọn số 3, chọn số 4 thì mình áp dụng cái lệnh gì ta? Chọn 1 thì làm chuyện này, chọn 2 làm chuyện này, chọn 3 làm chuyện này. À đúng rồi. Thì chỗ này mình sẽ
Siki. Siki. Siki cái gì? Siki chọn. Mở ngoặc. Trường hợp đầu tiên. Khi bằng 1 làm gì? Mình gọi cái chức năng 1. Chức năng 1 mình viết chưa? Chưa viết. Đúng không? Nếu mình dịch chỗ này, nó sẽ hỏi chức năng 1 ở đâu? Mình viết chức năng 1. Mình viết chức năng 1 xuống dưới. Xuống dưới mình viết chức năng 1. Chức năng 1. Chức năng 1 chúng ta chỉ cần in ra cái này trước. Ha. Chức năng 1. Chỉ cần in ra vậy thôi. Chúng ta xong chức năng 1. Tương tự, chúng ta copy cái này ra. Chúng ta có chức năng 2, chức năng 3. Chức năng 2 thì chúng ta gọi 2. Chức năng 3 thì chúng ta gọi 3. Và chúng ta sẽ viết cái đoạn code này thêm một cái nữa. Chức năng 2 xuống chức năng 3. Và chức năng 2 thì chúng ta copy chức năng 2 xuống chức năng 3 thì copy chức năng 3 xuống. Này thì bỏ này đi. Này thì bỏ trên đi. Như vậy mình đã có được chức năng 1, chức năng 2, chức năng 3. Bây giờ mình chạy thử cái này đi. 1, 2, 3 thôi. Và tương tự mình sẽ viết tiếp. Nếu như bạn chọn là 1 thì nó sẽ in ra chức năng 1. Nếu bạn chọn là 2 thì nó in ra chức năng 2. Tương tự như vậy, chúng ta viết hết 10 chức năng. Và chỗ này cái menu của chúng ta phải làm gì? Phải lặp lại. Và nhớ là chúng ta sẽ viết tiếp. Hôm sau chúng ta sẽ viết tiếp là lặp lại cho đến khi trả lời có hoặc không. Bạn có muốn tiếp tục hay không, chứ không phải là lặp vô hạn. Chúng ta sẽ cải tiến thêm cái phần đó. Như vậy bây giờ chúng ta có thể là lặp lại để chúng ta thử thôi. 1, 2, 3, 4. 4 thì nó bị sai. 4 thì nó chưa làm gì hết. Bởi vì cái CK của mình không có 4, cho nên nó chưa làm gì. Như vậy coi như là giai đoạn 1 của chúng ta ở đây. Phần 1. Phần 2 hôm sau chúng ta sẽ viết đầy đủ 10 chức năng. Và chúng ta sẽ hỏi thử là có tiếp tục hay không. Nếu tiếp thì đi tiếp, còn nếu không thì thoát. Được chưa?